Cái này các bạn phải đổ nước vô nha, rồi nó mới chạy được nha, chứ nó không có tự động hút nước nha các bạn. Nhớ là sau khi làm xong mình phải đổ nước đầy ha, rồi mình mới đóng nắp lại nha. Rồi chúc các bạn mua được cái máy lọc yêu thích của bản thân ha. Đó, mình đổ nước vô rồi mình mới đóng, rồi mình đem ra mình máng vô cái hồ, rồi lúc đó nó mới hoạt động được các bạn, chứ nó không có nước mà nó không chạy đâu nha các bạn. Chào các bạn, mình nè. Hôm nay mình sẽ đập hộp cái XBL600 nha, của Xiaoli Xinh Xinh nha. Đây là mình cũng mới mua. Hồi trước á, mình cũng có đập hộp cái đó, nhưng mà là đó là XBL300. Bạn thấy nó nhỏ xíu không? Đó. Mà bây giờ thì mình mua cái mới lớn hơn. Tại cái hồ của mình bây giờ nó cũng bự hơn rồi. Cái máy nhỏ nó lọc thì nó không còn sạch và nó phải thay nước hoài à. Nên mình mua cái lớn hơn để coi nó có sạch hơn và lâu hơn không, lâu dơ hơn, chứ thay nước hoài đã đuối ghê á. Đó, cái hồ rùa của mình ha. Còn nếu các bạn mà chơi cái này mà cho cái hồ cá đó, thì thật sự các bạn có thể xài với cái hồ cá từ 6 đến 70 cm. Tại cái này á, thì nó lọc được lâu lắm, tại vì nó lớn á, nó lọc sạch á và giữ cái nước trong lâu lắm. Đây mình mua cái này 330 ở trên Shopee bán nhiều lắm các bạn. Đó, các bạn cứ lựa cái nào mà ở gần nhà, shop nào gần nhà mà bán các bạn mua để đỡ tiền ship ha. Đó thì cái bộ nó cũng y chang như cái các bạn coi nè, nó cái bộ của nó cũng y chang như cái XB 300 nè. Đó, nó nhỏ xíu mà con này là 600 nha, là cái bự nhất luôn. Thì khi mà các bạn muốn biết cái hồ cá của các bạn á, xài cái này á, thì bao nhiêu cm này nọ để phù hợp thì các bạn xem cái thông số kỹ thuật nè. Đó, đây cái XBL300 của mình là 5W nè. Đó, nó có chiều dài, chiều rộng, chiều cao nè. Và này là XBL500, 400 và 600 là 7W, là cái lớn nhất nè. Nó nặng ký mốt nè. Đó, 1 giờ của nó bơm được 500 lít nước nè. Đó, và thông số kỹ thuật của nó hết á. Các bạn cứ xem mà đo cái chiều cao của cái hồ cá thì bên trong á, nó cũng y xì như cái kia. Đó, nó sẽ có nhưng mà nó bự hơn nha các bạn. Tại vì ở này á, nó có một ngăn thôi, còn cái này nó tới 3 ngăn lận. Thứ nhất á, là cái ngăn vi sinh. Ở đây nó có cái bông lọc. Đó, cái bông lọc này á, các bạn có thể mua được nha. Ở ngoài người ta có bán cái bông bự thì các bạn có thể mua khoảng 22 ngàn á. Mình thấy trên mạng có những bán những cái bông lọc vi sinh này nè. Các bạn có thể mua về để thay, tại cái này một thời gian á, nó sẽ mình nói chung là mình giặt á thì nó sẽ bị teo lại á. Đó. Còn ở chính giữa là đá thì các bạn sẽ bỏ đá như thế nào ha. Thì cái đó, cái mà tại vì cái này á, thì nó dễ nha, trong việc thay và rửa. Thì ở đây á, các bạn mua cái bông lọc thế này nè, cái mẫn bông lọc này nó có 3 3.500, 4.000 một bó bông bự thế này, tùy theo chỗ các bạn. Giống như mình mua cái chỗ này có 3.000 à. Đó, các bạn có thể cắt ra thành từng miếng thế này, các bạn nhét xuống dưới đây. Đó, các bạn nhét xuống dưới đây. Thì khi các bạn nhét á, thì nó hơi ấy chà, đụng cái máy quay thì nó hơi khó khăn. Thì các bạn có thể tìm một cái cây để các bạn đẩy nó xuống. Này, các bạn hãy đẩy nó xuống. Tại sao có cái khăn này? Có cái khăn này á, thứ nhất á, là nó cũng lọc một phần nữa. Thứ hai là khi các bạn đổ đá vào á, thì nó tránh nó kêu loãng xoảng ha. Còn cái này mình mua cỡ 1 lít nè. Đó, mình mua cỡ 1 lít. Cái này thì mình mua khoảng 8 mấy ngàn, vật liệu lọc. Đó. Thì nó cỡ 1 lít là cũng gần ký các bạn, 1 ký. Đó. Đó, đây là vật liệu lọc các bạn đổ vào đây. Đó, các bạn đổ vật liệu lọc vào ha, các bạn cho mình chút để mình cắt nó ra nha. Cái này là mình làm demo cho các bạn thôi, chứ các bạn phải rửa nha, vật liệu lọc nó vậy chứ nó cũng không có sạch. Các bạn mua về nhớ phải bỏ vô cái thau rửa sơ qua nha, để tránh cát này rồi này nọ nó vô cái hồ cá, nó làm đục hồ cá, hoặc nó có những cái con nó vô hồ cá, nó ký sinh trong cá đó, thì nó sẽ làm con bệnh con cá. Nhớ rửa vật liệu lọc nha các bạn. Còn này mình làm demo thôi chứ mình cũng phải đi rửa đó. Đó thì các bạn đổ ra đây, bên đây nó còn có cái ngăn. Cái ngăn này thì các bạn cũng có thể, ủa nó kẹt rồi, kẹt cục đá thì các bạn có thể bỏ thêm đá vào bên đây hoặc là bỏ thêm bông lọc đó, tùy. Đó thì mình thường theo cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ đổ đá
sau đó là mình sẽ bỏ thêm cái bông lọc ở trên đó, để trên đây nè, rồi mình để đổ đá bên đây. Bên đây mình cũng bỏ một cái bông lọc nữa đó, mình sẽ bỏ một cái bông lọc vào đây. Mà tại vì cái này nó sâu á, các bạn phải lấy cái cây các bạn để vô á, đó, cho nó xuống. Cái này bị dính cục đá rồi. Các bạn có thể mua nhiều vật liệu lọc, giống như là một vật liệu lọc hỗn hợp hoặc là đá matrix á, thì rất là, hoặc đá lọc đá matrix là đá đông vũ của bên Vũ Mỹ á, thì các bạn có thể mua vậy. Rồi cái này là cái bông vi sinh, các bạn cũng có thể mua nguyên một khối như vậy. Người ta cũng có bán đầy đủ ở trên mạng ha. Đó, các bạn nhét vào đây thì nước nó sẽ hút vào đây, sau đó nó qua ra đây, rồi nó qua đây thì nó sẽ giúp cho cái bộ đồ lọc này nó lâu hơn. Và wrap cái này cũng dễ lắm các bạn. Hồi trước thì mình còn lộng cộng, chứ bây giờ thì nó là đơn giản. Ví dụ các bạn có thể ấn thẳng nó xuống đây luôn. Đó, cái này là ao nè. Đó, này là ra, còn cái này hút vô nè. Cái này là đó, cái này là vô nè. Đó, các bạn cứ. Ở đây nó sẽ có hai cái cây. Cái này được cái là cái vòi này bạn, các bạn thì rút ra rút vô rất là dễ luôn. Còn cái HBL màu đen á, thì các bạn phải có một cái gờ nữa, các bạn phải tháo nó ra, các bạn cái núm xoay các bạn phải tháo nó ra nữa. Còn cái này là lọc ván nè, bạn nào muốn lọc lọc, không lọc thôi, tại vì hồ rùa của mình đó thì mình không có lọc ván đó. Còn đây là cái bao của nó, các bạn cắt ra. Nó có những cái vật liệu nhỏ thì nó rất là đơn giản. Cái này là cái đồ máng treo nè. Đó. Rồi đây là những cái dụng cụ để mình ráp vô nè. Ráp riết thì mình cũng biết ha. Ráp đâu. Rồi cái này là cái ở trên đây đây. Đó. Nó cũng ráp như cái nhỏ xíu à, được cái là nó dung tích và cái máy hút của nó bự hơn. Đó, nó rất là tiện hơn thôi. Còn nó có cái thêm cái này nữa các bạn. Cái này thì cái máy cũ đó hình mình đó, nó cái này là để cho tránh việc mà hút luôn cả thức ăn hoặc cá vô thì mình dùng cái này. Còn nếu các bạn không muốn dùng cái này thì các bạn có thể sử dụng cái này. Đó, cái này thì nó sẽ chảy nước xuống nè, nó tạo giống như thác nước thì nó đẹp. Đó, thì cái này mình giới thiệu cho các bạn rất là đơn giản, và cách bỏ đá của mình là như vậy, là nhét một cái bông lọc sau đổ đá lên. Thứ nhất là nếu mình thay nước vào buổi tối mình sẽ không phát ra tiếng động quá lớn để ảnh hưởng đến người khác. Còn nếu mà các bạn thay buổi sáng thì vô tư thôi, thì các bạn có thể thay bông lọc. Bông lọc nó rất là rẻ và nó có thể giữ được cái vi sinh ở trên trong cái máy này nữa. Thì mình thấy cái bông lọc nó rất là, nó sẽ giúp cho cái máy nó sẽ lâu dơ hơn. Thì chứ tại vì đá thì nó vẫn còn có những cái lỗ như thế này và những cái khoảng trống như thế này thì cái nước bẩn nó vẫn lên được. Còn cái bông lọc thì nó kín thì nó sẽ lọc sạch hơn, nhưng mà nó sẽ mau hôi. Nên các bạn nếu mà không muốn nó hôi thì các bạn dùng đá, nhưng mà nước nó cũng sẽ rất là dơ. Còn nếu các bạn dùng bông lọc thì khoảng tùy cái hồ, nếu các bạn nuôi nhiều á thì nó sẽ nhanh dơ. Còn nếu các bạn nuôi ít thì nhiều khi cả tuần cả tháng các bạn cũng không cần phải thay đâu. Mà rửa thì rất là đơn giản, mình mới chọn cái XBL này, là XBL này rửa. Tại vì cái HBL thì nó rất là khó rửa, nó rất là nhiều ngăn, cứ mình cứ bẻ cái lẫy nó ra rất là cực. Còn cái này thì mình chỉ cần rút nó ra thôi. Thì các bạn nên chọn cái loại này, tại vì mình thấy cái loại này là rửa rất là nhanh luôn á. Rửa một lần như vậy khoảng có 5-10 phút thôi, còn cái kia hả, nhiều khi mình lụi hụi rửa cả nửa tiếng đến một tiếng luôn á. Thì chúc các bạn chọn được cái máy lọc như ý của mình ha, như ý của các bạn nha.